7 nốt ruồi ở cổ và ngực khiến bạn muốn nghèo cũng không được. Xin kính chào quý khán giả của chương trình Phong thủy may mắn. Trong sách Nhân tướng học có nhắc tới những nốt ruồi ở cổ và ngực. Những nốt ruồi ở ngực đa phần đều là những nốt ruồi tốt, đem lại sự may mắn, thuận lợi, bình an, hạnh phúc cho chủ nhân của nó. Dưới đây là những vị trí nốt ruồi ở cổ và ngực đem đến mệnh phú quý cho bạn. Mời các bạn cùng theo dõi video. Thứ nhất, nốt ruồi mọc ở phía trên bầu ngực. Đây được coi là vị trí nốt ruồi tốt nhất ở phần ngực của nữ giới. Theo sách tướng số về nốt ruồi ở ngực, nốt ruồi nếu mọc ở phía trên càng gần bầu ngực càng tốt, cho thấy đây là tướng đại phú đại quý của người sở hữu nó. Người phụ nữ mà có tướng nốt ruồi này cả đời sẽ được sống trong giàu sang hạnh phúc, cuộc sống gia đình vui vẻ, không có nhiều lo lắng, tình cảm vợ chồng thuận lợi, chung thủy. Vị trí nốt ruồi ở ngực này đem đến sự thuận lợi lớn trong con đường công danh, sự nghiệp và gia đình. Vị trí nốt ruồi phía trên bầu ngực, nếu là ở phụ nữ thì sẽ mang lại may mắn về con cái, còn nếu là nam giới thì sẽ giúp phát triển sự nghiệp, cuộc đời coi như cũng êm ả và thuận lợi. Nốt ruồi mọc ở vị trí dưới bầu ngực, thường vị trí này tốt đẹp đối với nữ giới. Các nhà nhân tướng học gọi vị trí nốt ruồi dưới bầu ngực là kho tiền tả hữu. Câu này nghĩa là nó sẽ mang lại nhiều vận may về tiền bạc và tài lộc cho chủ nhân của nó. Nếu nốt ruồi ở bên ngực trái thì ám chỉ rằng chủ nhân của nó tích trữ được nhiều đất đai, nhà cửa về sau, cuộc sống giàu sang quyền quý. Tuy nhiên thì phải dựa vào chính sức mình để đạt được. Còn nếu nốt ruồi ở phía dưới bầu ngực bên phải thì ngụ ý rằng chủ nhân của nó không phải làm việc vất vả hay là cố gắng gì, cũng sẽ nhận được những khoản tiền lớn, cuộc sống vô cùng nhàn nhã. Số tiền đó chủ yếu là được thừa kế hoặc là lấy được người chồng giàu có, yêu thương chủ thể. Tuy nhiên thì bản thân người đó cũng phải có đủ năng lực để thừa kế phần tài sản đó, tránh bị người khác lợi dụng hay cướp mất đi. Thứ ba, nốt ruồi mọc ở vị trí giữa hai khe ngực. Đây được coi là một vị trí nốt ruồi rất hiếm gặp. Theo các nhà phân tích cho rằng, chủ nhân của vị trí nốt ruồi này thường là những người rất tài năng, giỏi giang, có năng lực. Họ thông minh, nhạy bén, mưu trí hơn người, tính cách trầm ổn do được rèn luyện một cách nghiêm khắc. Thường họ được sinh ra trong gia đình có gia giáo nghiêm khắc, từ nhỏ đã thông minh nên được bồi dưỡng thành người tài. Những gì họ đạt được đều dựa trên chính sức lực khả năng của bản thân. Những người sở hữu vị trí nốt ruồi này là những người hay tính toán mọi việc, làm thế nào để bản thân có lợi nhiều nhất, rất phù hợp làm kinh doanh. Họ bất chấp mọi khó khăn để có thể đạt được những thành tựu. Những người này tâm thường rất cứng rắn, đôi lúc chỉ vì đạt được mục tiêu mà họ không quan tâm tới cảm nhận của người xung quanh. Ngoài ba vị trí nốt ruồi ở ngực phía trên đem lại nhiều phú quý tài lộc cho chủ thể, thì dưới đây chúng tôi cũng xin giới thiệu thêm một vài vị trí nốt ruồi ở xung quanh gần phần ngực cũng đem lại cho chủ thể của chúng ta nhiều may mắn, hạnh phúc, giàu sang. Nốt ruồi mọc ở giữa cổ, yết hầu. Đây là vị trí nốt ruồi đại phú đại quý, mang lại nhiều may mắn về tiền tài và tài lộc cho chủ nhân của nó. Sở hữu nốt ruồi may mắn này, bạn sẽ được quý nhân phù trợ trong công việc, bạn sẽ rất thuận lợi. Tuy nhiên cũng không nên quá dựa dẫm vào người khác, kẻo sẽ trở thành người không có chủ kiến. Cuộc sống của bạn khá thuận lợi, không có nhiều khó khăn. Điều này là do vị quý nhân của bạn đem lại. Bằng khả năng của mình, bạn có thể nhanh chóng gặt hái được thành công trên bất kỳ phương vị nào. Đối với nữ giới, nốt ruồi mọc ở giữa cổ cho thấy cuộc sống gia đình của bạn rất hạnh phúc, công việc ổn định và không có nhiều thăng trầm trong sự nghiệp. Đối với nam giới, bạn thành công khá sớm, có quý nhân phù trợ. Tuy vậy, trên con đường tình cảm lại khá bấp bênh, khó tìm được người vừa ý. Nốt ruồi mọc ở vị trí hai bên xương đòn. Vị trí xương đòn hay còn gọi là vị trí xương quai xanh. Những người có nốt ruồi ở vị trí này thường là người có tính cách dịu dàng, thân thiện, tính cách chân thành, tốt tính, làm việc ổn trọng và là người đáng tin cậy. Hơn nữa, tính khí của họ rất hài hòa, dễ hòa đồng nên được nhiều người yêu mến, tin tưởng. Nếu là nữ thì vận số của họ khá tốt. Trong chuyện tình cảm, tuy ban đầu chịu nhiều đau khổ nhưng cuối cùng vẫn tìm được người thật lòng yêu thương, quan tâm chăm sóc. Cuộc sống sau hôn nhân rất hạnh phúc.
Trong công việc cũng không có nhiều điều trắc trở hay khó khăn gì. Nếu là nam, đây là người rất trọng tình cảm, suy nghĩ chu đáo, là một người chồng, người cha tốt. Trong công việc thì thuận lợi, có năng lực, tính cách lại hòa đồng nên rất được yêu mến và kính trọng. Tuy nhiên thì cần chú ý tới vận đào hoa của bản thân để tránh cho gia đình bất ổn. Tiếp theo là nốt ruồi ở phía phải của cổ. Những người có nốt ruồi này thường là những người có tính cách mạnh mẽ, hiếu động, thích đi du lịch, khám phá những điều bí ẩn mới lạ. Họ là những người thẳng thắn, có gì nói đó nên đôi lúc có thể vô ý đắc tội người khác. Về phương diện học tập và sự nghiệp, người này đạt được những thành quả nhất định, tuy nhiên có thói quen ăn tiêu phung phí nên đôi khi cũng trong tình trạng trắng tay. Họ là những người khá nghĩa khí, giúp đỡ bạn bè không ngần ngại. Về tình yêu và hôn nhân gia đình, họ là người chung thủy, sau khi kết hôn cuộc sống vợ chồng hạnh phúc, êm ấm, con ngoan hiếu thuận. Nốt ruồi ở phía trái cổ. Chủ nhân của nốt ruồi này có tình cảm phong phú, cuộc sống thường ngày khá phức tạp. Họ là người yêu thích sự tự do, không thích gò bó, bắt ép làm những điều bản thân không muốn, nội tâm hay yếu mềm trước những người khác giới nên tình duyên khá lận đận. Tuy nhiên, trong lĩnh vực học tập và sự nghiệp, người này khá thuận lợi do được quý nhân phù trợ nên họ thành công nhanh chóng, nhân duyên tốt nên có nhiều bạn bè, đồng nghiệp đối xử thật lòng yêu quý. Nếu là đàn ông, sau khi lập gia đình sẽ hết mực yêu thương vợ con, là trụ cột kinh tế vững chắc, là chỗ dựa an toàn cho đối phương. Trên đây, Phong Thủy May Mắn cùng quý vị và các bạn vừa tìm hiểu về những vị trí nốt ruồi tài lộc trên cổ và ngực khiến bạn giàu sang phú quý, muốn nghèo cũng không được. Các bạn hãy tự kiểm tra xem mình có nốt ruồi may mắn đại phú đại quý ở những vị trí trên không nhé. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng tìm hiểu vận mệnh của mình ở những tháng tiếp theo năm 2020, xem số phận bạn từ giờ đến cuối năm có được may mắn và thành công hay không. Dưới đây là bài chia sẻ về 4 con giáp khổ trước sướng sau, càng già càng giàu, tài lộc bùng phát, tiền tiêu 3 đời không hết. Hãy cùng xem tài vận của những con giáp may mắn nhất trong năm Canh Tý 2020. Hàng năm, một số con giáp nhất định phải chịu ảnh hưởng của những chòm sao đối diện sao mộc trong phong thủy gọi là sao thái tuế. Nếu sao mộc phụ trách vận may của mọi người, thì sao thái tuế lại mang đến xung đột và thăng trầm ở nhiều khía cạnh khác nhau trong cuộc sống của các con giáp. Để tài vận được hanh thông, bạn hãy nhớ luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy kim bài thái tuế năm 2020 để nghênh đón thái tuế, đón lộc mang lại may mắn bình an. Năm Canh Tý 2020 là thời điểm vô cùng phát đạt của những con giáp sau. Hãy cùng xem bạn có nằm trong số đó hay không nhé. Tuổi Sửu. Những người tuổi Sửu sẽ có một năm hợp thái tuế, nghĩa là một năm của sự sum họp hợp lại. Do đó, năm Canh Tý 2020 sẽ là một năm rất thuận lợi và thịnh vượng của họ. Tuổi Sửu sẽ có nhiều cơ hội tốt để phát triển trong công việc. Nếu chăm chỉ, nỗ lực có thể kiếm được rất nhiều tiền, bảo đảm cho họ một cuộc sống sung túc dư giả, không cần lo lắng chuyện tiền nong. Bên cạnh đó, tuổi Sửu không chỉ suôn sẻ về chuyện công việc mà tình duyên của họ cũng rất viên mãn với nhiều cơ hội gặp gỡ với người khác giới. Những người độc thân sẽ có khả năng tìm được đối tượng tâm đầu ý hợp, có thể tính chuyện trăm năm lâu dài. Những người đã có gia đình sẽ càng ngày hòa hợp hạnh phúc. Để tận dụng tốt nhất cơ hội chờ cho năm nay, tuổi Sửu hãy luôn tập trung vào những gì đang làm và quý trọng hiện tại thì tương lai tất sẽ luôn tốt lành may mắn. Để được may mắn hơn trong cuộc sống, người tuổi Sửu cần mang luôn theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để chiêu mời quý nhân hóa giải thị phi, tăng cường tài lộc. Khi thị phi không còn thì quý nhân tương trợ, có nhiều mối quan hệ chất lượng đến với mình thì cơ hội phát triển sẽ tăng cao. Từ đó tài lộc vượng tiến, không trúng số thì cũng có bạc tỷ trong tay. Vậy nên cần phải lưu ý về vấn đề này. Tuổi Thìn. Cũng giống như tuổi Sửu, tuổi Thìn cũng có một năm hợp thái tuế vô cùng may mắn và thành đạt, và vận đỏ với họ có lẽ sẽ còn rực rỡ hơn vì Tý Thìn có mối quan hệ rất tương hợp. Theo đó, nếu như cuối năm ngoái tuổi Thìn gặp đôi chút trở ngại trong công việc thì đến năm Canh Tý 2020, những khó khăn đó sẽ được giải quyết hết. Sự nghiệp của họ không những suôn sẻ mà sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền cũng như phát triển sự nghiệp về mặt lâu dài. Bên cạnh đó, những tin tức tốt lành khác sẽ thường xuyên xuất hiện trong cuộc sống của tuổi Thìn. Họ được cho là sẽ xây dựng được những mối quan hệ xã hội tuyệt vời và từ đây, những mối lương duyên có thể xuất hiện, giúp họ tìm được một nửa như ý.
Tuổi Thìn là những người dễ mất tập trung hay bị phân tán tư tưởng, cho nên để tài lộc mỗi ngày một vượng phát thì họ nên thực hành thói quen bình tĩnh, kiên nhẫn và không bao giờ nên đưa ra quyết định vội vàng. Để giữ vững lòng tin luôn bình tĩnh, khuyên người tuổi Thìn hãy sử dụng vòng tam hợp quý nhân Thân Tý Thìn để hóa giải. Tiếp theo là tuổi Tỵ. Nếu như năm Kỷ Hợi tuổi Tỵ đã gặp phải không ít lao đao trắc trở thì năm nay tuổi Tỵ lại có vận quý nhân giúp đỡ, chở che nên gặp hung hóa cát, gặp dữ hóa lành, cuộc sống hanh thông, nhẹ nhàng, suôn sẻ, nhiều tiếng cười và niềm vui. Đặc biệt được quý nhân đưa đường dẫn lối nên con đường đi đến thành công của người tuổi Tỵ cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Bất cứ khi nào gặp khó khăn họ cũng sẽ tìm được người trợ giúp, giúp họ thoát khỏi rắc rối một cách bất ngờ. Để được may mắn hơn, bạn nên sử dụng pháp khí phong thủy vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu phải luôn mang theo bên mình để được quý nhân tương trợ giúp công việc hanh thông và may mắn hơn. Tuổi Thân. Cùng nằm trong số những con giáp có một năm hợp thái tuế, tuổi Thân được cho là sẽ có một năm 2020 tràn ngập yêu thương với nhiều may mắn thuận lợi cả trong công việc và cuộc sống. Những nỗ lực của họ bỏ ra trước đây đã kết thành quả ngọt, giúp họ có được một vị trí vững chắc trong xã hội. Họ có rất nhiều cơ hội trong cả sự nghiệp và các mối quan hệ riêng tư. Tuổi Thân thông minh, sáng dạ nhưng nhiều khi thiếu sự kiên nhẫn. Trong năm Canh Tý để con đường tài lộc suôn sẻ, họ nên rèn luyện sự kiên nhẫn nhiều hơn. Tuổi Thân hợp thái tuế, vậy nên để chiêu mời được lực tương trợ của quý thần cần phải sử dụng pháp khí phong thủy vòng tam hợp quý nhân Thân Tý Thìn. Khi được quý thần tương trợ thì công danh sự nghiệp sẽ phát triển hưng vượng, khi đó tài lộc tự đến. Tuổi Hợi. Vào năm Kỷ Hợi 2019, tuổi Hợi là con giáp phạm thái tuế và những hệ lụy của nó sẽ còn rơi rớt vào những tháng đầu năm Canh Tý. Tuy nhiên, càng về sau thì những điều xui xẻo này càng dần biến mất, nhường chỗ cho những điều tốt lành sẽ đến với tuổi Hợi. Theo chuyên gia phong thủy, vào năm 2020, tuổi Hợi sẽ có cuộc sống nhiều thuận lợi trôi chảy với những cơ hội nghề nghiệp tuyệt vời. Hãy luôn tập trung và nhớ cân bằng giữa thể lực và trí lực để có một cuộc sống vẹn toàn. Với tuổi này, cách tốt nhất là sử dụng thêm pháp khí phong thủy vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để chiêu thêm lực khí của quý thần, tăng cường tài vận cho hệ lụy thái tuế của năm Kỷ Hợi 2020. Nội dung tiếp theo của chương trình hôm nay đó là may mắn trong tình yêu nhưng không biết trân trọng. Ba con giáp này dễ bị cô đơn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tuổi Dần. Tuổi Dần vốn mạnh mẽ lại có nhiều tài năng nên được nhiều người chú ý. Bản thân người tuổi Dần có sức quyến rũ rất lớn khiến cho mọi người bất giác và yêu mến họ. Đặc biệt trong tình cảm, người tuổi Dần nhận được sự yêu mến của rất nhiều người khác phái. Song người tuổi Dần lại có phần độc đoán trong tình yêu. Chính những khắt khe đó gây áp lực lớn mối quan hệ cho của họ khiến cho hai người khó có thể tiếp tục. Tuy nhiên, những người tuổi Dần thì không nhận ra điều đó, hoặc anh ấy cũng không xem đây là vấn đề quan trọng và cuối cùng hai người đành chia tay. Tuổi Ngọ. Trời sinh tuổi Ngọ là những người sôi động và hài hước, tính cách đó khiến mọi người xung quanh bị cuốn theo. Vận đào hoa của người tuổi Ngọ rất tốt, hấp dẫn nhiều người và nhận được nhiều tình cảm mến thương. Song họ quá dễ dãi trong tình cảm nên khiến đối phương không có cảm giác an toàn. Tuổi Thân. Người tuổi Thân có hiếu hài hước và biết cách mang tới sự vui vẻ cho những người xung quanh. Chính vì thế, người tuổi Thân luôn nhận được sự yêu mến của những người khác giới. Nhiều người đã dành những tình cảm rất tốt đẹp cho người tuổi Thân. Song tình cảm chân thành đó thường không được người tuổi Thân trân trọng. Họ quá mải chơi và đã đối xử không nghiêm túc với tình yêu, khiến đối phương tổn thương và đành rời bỏ họ. Nội dung tiếp theo chương trình gửi đến các bạn. Nửa cuối năm 2020, ba con giáp bất ngờ đổi vận, tài lộc bùng nổ. Tử vi có nói trong nửa cuối năm 2020, ba con giáp này sẽ có sự chuyển mình rực rỡ cả về sự nghiệp lẫn tiền bạc. Năm Kỷ Hợi 2019, vận trình của người tuổi Ngọ khá là ảm đạm. Bước sang năm Canh Tý 2020, chưa có sự đột phá nhiều nhưng dù sao vẫn là có những tín hiệu đáng mừng. Theo đó, nửa đầu năm sẽ là lúc đánh dấu sự chuyển mình của những chú ngựa. 6 tháng cuối năm là lúc vận trình của bản mệnh thêm nhiều phần thăng hoa. Tử vi học có nói, bản thân tuổi Ngọ vốn thông minh, nhanh nhẹn, nay lại gặp được quý nhân nên thành công sẽ càng rực rỡ. Tuy nhiên, bạn nên biết rằng, trong nguy có cơ, nhiều người biết tận dụng cơ hội mới là người thành công lớn. Khi đứng trước khó khăn, đừng bao giờ nản lòng mà hãy suy nghĩ nhiều chiều hơn để có thể tìm được đường hướng phát triển cho mình. Cuối năm 2020 sẽ là khoảng thời gian có nhiều lợi thế với con giáp này. Tuổi Sửu.
Trời sinh tuổi Sửu là người thật thà, chân thành và tốt bụng, họ sẵn sàng giúp đỡ người khác mà quên đi lợi ích của bản thân. Không những thế, họ có tính tự lập cao, không thích dựa dẫm ỉ lại vào người khác. Thành công đạt được đều dựa trên sự chăm chỉ và cố gắng nỗ lực mà có. Càng trong khó khăn, những chú trâu sẽ càng trở nên mạnh mẽ, quyết đoán hơn. Tuy nhiên, người tuổi Sửu lại cố chấp, có chút ngang ngạnh mà tự khiến vận trình của mình trở nên khó khăn hơn. Họ quyết làm đũi làm theo ý của mình mà không muốn phiền đến ai cả. Theo tử vi Canh Tí năm 2020, tuổi Sửu phạm tam tai, song điều này không làm khó được con giáp vốn nổi tiếng chăm chỉ chịu khó. Bước sang 6 tháng cuối năm, con giáp này sẽ thực sự chuyển mình, ghi nhận được những bước tiến lớn. Cụ thể, bản mệnh sẽ gặp may mắn cả về đường tiền bạc và công danh sự nghiệp. Những nỗ lực không ngừng nghỉ trong thời gian trước đấy sẽ được đền đáp xứng đáng trong khoảng thời gian cuối năm 2020. Tuổi Tý rất nhanh nhẹn và khéo léo trong giao tiếp. Theo tử vi cuối năm 2020 này, bản mệnh sẽ bùng nổ trong vận trình, đặc biệt là về tài lộc. Nhờ có thần tài ở bên giúp sức nên những chú chuột có được cơ hội kiếm tiền, tăng thêm nguồn thu nhập, vận may tài lộc trong khoảng thời gian này lớn đến mức bản mệnh đôi khi cũng phải bất ngờ với những gì mình đạt được. Về sự nghiệp, nhờ nhân duyên vượng, quý nhân luôn ở bên trợ giúp, tuổi Tý nhanh chóng gỡ được những nút thắt, vượt qua khó khăn. Bạn bè chính là quý nhân mang đến cho tuổi Tý những cơ hội. Quả ngọt tuổi Tý gặt hái được cuối năm không chỉ dựa trên sự may mắn và là nỗ lực rất nhiều của bản thân. Nếu chỉ ỷ lại vào sự giúp sức của người khác mà bản thân không chịu cố gắng, nhất định sẽ không có kết quả tốt đẹp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video chia sẻ của chương trình. Hãy đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để nhận được những kiến thức tổng hợp mới nhất về tử vi phong thủy ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.